mà ngó xuống đất thấy đất rộng thênh thênh. Xin kể bông tím bông xanh, không phải vùng nhiệt đó nên cho thiếu cái thiệt miệt vườn hoa ca búp lông lanh rượu đế tay ven tay thiệt sướng. Trước nhà có cây khế ngọt sau nhà mắm trồng sầu riêng, rau việc đất việc nhíp cái thoải mái đầu liền. Câu cửa miệng là xin chào chứ không phải tiền đâu đầu tiên. Bụi chuối như cô thắm là nơi bắt đầu câu chuyện, và phải nhớ điều đầu tiên vào ba ra bảy mới có cùi cái chai thứ tư mà thằng Nam Phi ra quẩy. Từ anh đi chai sạn ai đôi bàn tay vàng, một năm mới mùa trúng lúa mà vẫn chưa nắm nước tay vàng. Lấp ló trong nắng trai làng mình phát đi khắp buôn làng. Tụi anh uống bia khai màn ngắm ngôi sao vàng, uống rượu mây vàng kiếp bịch trong môi hay sinh nhật cho tỉnh lẻ cũng chút tài năng đem đi kết nối xa gần để mở ca ra màn sao đó cho anh Việt ra gần. Trai miền Trung, trai miền Trung thì sao, tụi anh đây làm nông thì sao. Trai miền Trung, trai mê anh đợi rau. Trai miền Trung thì sao, tụi anh đây làm nông thì sao. Trai miền Trung thì sao, trai miền Trung Việt Nam. Industry kiếm giờ thu giờ cơm, bơ bơ ca làm ra vẫn còn non. Non mà thơm, non mà thơm, nắng nóng quá năm nên còn mưa. Mưa nhiều cơm cho anh nhớ ngày xưa nhiều hơn. Giờ này cũng ngồi chỉ trích tiếng xe ơi, còn chỉ thích nghe tiếng quê. Cũng cần bị sao cũng muốn tỏi, cũng rất nhiều điều anh muốn nói. Tại sao em không theo anh về quê, em không theo anh về quê, em không theo anh về quê, em không theo anh về quê. Trên cánh đồng bạc ngàn lúa vàng có mấy em, mấy em khe nhìn anh cười. Nhà đang ở đâu cho anh ghé vào cây gốc đa thấy không, quê mình vui mà. Trên cánh đồng bạc ngàn lúa vàng có mấy em, mấy em chưa tròn 18. Nhà đang ở đâu cho anh ghé vào cây gốc đa thấy không, quê mình vui mà. Sao đâu nó cho việc hip hop, sao đâu tất cả các anh em công dân ngầm, sao đâu cho ai đang hustle, sao đâu ai đang làm ba.